bồ tát này chẳng thủ lấy thế tục đế chẳng trụ đệ nhất nghĩa chẳng phân biệt các pháp chẳng kiến lập văn tự tùy thuận tánh tịch diệt chẳng bỏ tất cả lời nguyện thế nghĩa biết pháp khắp nổi mây pháp mưa xuống pháp vũ tuy biết thật tướng không thể nói mà dùng phương tiện biện tài vô tận tùy pháp tùy nghĩa diễn nói thứ lớp dùng lời lẽ các pháp diễn nói đều đắc được thiện xảo đại từ đại bi đều đã thanh tịnh có thể ở trong tất cả pháp lìa văn tự sinh ra văn tự với pháp với nghĩa tùy thuận không trái nghịch vì nói các pháp đều từ duyên khởi tuy có lời nói mà không chấp trước diễn nói tất cả pháp biện tài vô tận phân biệt an lập khai phát chỉ đạo, khiến cho các pháp tánh hiển rõ đầy đủ, dứt các lưới nghi đều được thanh tịnh, tuy nhiếp chúng sinh chẳng bỏ chân thật, đối với pháp không hai mà không thối chuyển. Thường hay diễn nói pháp môn vô ngại, dùng các âm thanh hay, tùy tâm chúng sinh khắp mưa pháp vũ mà không thất thời. Đó gọi là trí thần thông tất cả pháp thứ 9 của Đại Bồ Tát phật tử đại bồ tát dùng trí thông tam muội tất cả pháp diệt tận ở trong niệm niệm vào tam muội tất cả pháp diệt tận cũng không thối chuyển Bồ Tát đạo, không bỏ việc Bồ Tát, không bỏ tâm đại từ đại bi, tu tập ba la mật chưa từng nghỉ ngơi, quán sát tất cả cõi nước, không nhà mỏi, không bỏ nguyện độ chúng sinh, không dứt việc chuyển bánh xe pháp, không bỏ sự nghiệp giáo hóa chúng sinh, không bỏ hạnh cúng dường chư Phật, không bỏ tất cả pháp môn tự tại, không bỏ thường thấy tất cả chư Phật, không bỏ thường nghe tất cả pháp, biết tất cả pháp bình đẳng vô ngại tự tại thành tựu tất cả Phật pháp, hết thảy thắng nguyện đều được viên mãn, biết rõ tất cả cõi nước khác biệt vào chủng tánh Phật đến được bờ kia hay ở trong các thế giới đó học tất cả pháp, rõ pháp vô tướng, biết tất cả pháp đều từ duyên khởi, không có thể tánh, tùy theo thế tục phương tiện diễn nói, tuy đối với các pháp tâm không trụ vào mà thuận chúng sinh các căn ưa thích, phương tiện, vì họ nói đủ thứ các pháp. Khi Bồ Tát này trụ tam muội, thì tùy tâm ưa thích của Ngài hoặc trụ một kiếp hoặc trụ trăm kiếp hoặc trụ ngàn kiếp hoặc trụ ức kiếp hoặc trụ trăm ức kiếp hoặc trụ ngàn ức kiếp hoặc trụ trăm ngàn ức kiếp hoặc trụ na do tha ức kiếp hoặc trụ trăm na do tha ức kiếp hoặc trụ ngàn na do tha ức kiếp hoặc trụ trăm ngàn na do tha ức kiếp hoặc trụ vô số kiếp hoặc trụ vô lượng kiếp cho đến hoặc trụ bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp